lâu không có hát ca vậy trời ơi. Bây giờ tôi nhảy cho quý vị coi nè. Trong chùa thường thường không có tổ chức nhảy đầm, nhưng mà ở đây tôi nhảy phải nhảy đầm. Nhảy đầm tức là nhảy có một partner, tức là người nữ nữa, tôi nhảy một tôi. Nhưng mà nếu nhảy không đó, nó không hay. Nhảy mà ra tiền nó mới hay. Quý vị có tin tôi nhảy tới đâu tiền ra tới đó không? Tin không? Không tin không? Coi nè, tôi nhảy tới đâu tiền ra tới đó. Thứ nhất là các em nhỏ người. Dạ, ai vậy là Phan? Ai vậy là Phan? Nhảy nhẹ nhẹ coi chừng cái nền chùa của thầy nó thật. Công nhận thầy rất là tinh tế và rất là khéo, sâu sắc. Ý thầy muốn nói là chùa đó xuống cấp rồi cần tiền để mà xây chùa, không nói. Đúng là gì Thảo á. Người ta nói rằng thường bất chánh thì hạ tắc loạn. Đệ tử như thế nào thì ông thầy phải như thế đó. Bây giờ như vậy, thứ nhất các con á, các con ngồi định ghế đi, để bác nhảy một cái đụng là té. Rồi lại các con giữ, quý vị giữ con em mình lên, giữ con em mình lên giùm. Nhưng mà với điều kiện như thế này, em hát nhà cha không? Chỗ nào có tiền tôi nhảy tới đó, chỗ nào tiền nhiều muốn biểu diễn lâu, giống như gái dũng sexy gì đó. Ok, đâu bây giờ chưa thấy tiền, không có nhạc, không nhảy. Khi nào thấy tiền đưa lên mới nhảy. Khi nào thấy tiền đưa lên mới nhảy. Cái này, ok, tiền đó. Quãng đường dài về thành đô anh bay.